kiến thức từ người bạn của mình. Bạn mình có phải đoàn 7 không? Phải. Mình đi học ở lớp như này có phải đoàn 7 không? Để học được những kiến thức này mà tự mình ngộ ra thì bao nhiêu lâu? Có những người mất một đời không ra. Làm sao để nhanh hơn? Nhanh hơn. Thế thì cái này thì chỉ có những cái người thành công họ mới áp dụng. Đó là gì? Nó có một khái niệm. Và khái niệm này nó được gọi là đòn bẩy. Sẽ nhiều người phải em nghe rồi em học rồi em biết rồi. Nhưng giữa việc nghe học biết và làm ra kết quả là những chuyện khác nhau. Bạn chỉ thực sự có được kết quả khi mà bạn làm để ra kết quả. Chứ còn nghe rồi, biết rồi, hiểu rồi, nó có ý nghĩa gì không? Tốt có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa gì không? Không. Tất cả phải là bao. Bao? 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 Đúng rồi, phải là bao nhiêu. Nhớ nha. Thế cho nên là, ôi bạn vào từ sáng giờ em học em biết hết rồi. Em biết hết nó có ý nghĩa gì đâu. Đúng không? Rồi, em giỏi. Em giỏi. Quan trọng là bây giờ làm sao để ra được số tiền mà em muốn đi. Em biết thôi thì để được cái gì? Thể hiện với thầy là em giỏi đúng không? Ừ, em giỏi. Giỏi rồi thì sao nữa? Về nhà vẫn đói. Tối ngủ vẫn khóc. Bởi vì không làm được. Thấy người ta xung quanh nó giàu lên nhanh chóng mà mình vẫn không có gì cả. Thế giỏi để làm gì? Không ý nghĩa gì hết đúng không? Cần lời khen của người khác không có ý nghĩa gì cả. Mà phải là thực tế của mình cơ, nó mới quan trọng. Đồng ý không cả nhà? Hiệu quả và kết quả của mình mới. Mới. Thế cho nên nhắc lại là kết quả của mình mới. To hơn là mới. Rồi hai phải là kết quả mới quan trọng. Thế thì đòn bẩy. Đòn bẩy là gì? Đòn bẩy là cái gì cả nhà? Đòn bẩy là gì? Đòn bẩy là gì? À, bây giờ chúng ta sẽ nói về việc di chuyển. Bạn quê ở đâu? Quảng Ninh, Nghệ An, Hải Dương, Ninh Bình, Cao Bằng, Cà Mau, Hạ Long. Rồi, đi từ nhà bạn đến đây bao xa? 30 cây, 70 cây, 100 cây, 2000 cây. Rồi, đi bộ bao giờ đến nơi? Đi bộ. Một quãng đường 70 cây, 70 km. Rồi, xa nhất 2000 km. Cà Mau à? Sài Gòn đến đây khoảng 1500 cây. Phải vào tận Cà Mau nó mới được 2000 nha. Thì tôi đi Nam Bắc nhiều lần rồi mà. 1570 mấy cây từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thế thì bây giờ đi bộ mấy ngày tới, tính 2000 cây. Đi bộ. Đi bộ, có người đã đi bộ với cái hành trình của họ là một người đấy là đi nhanh đi khỏe lắm, là 33 ngày. Đi nhanh đi khỏe, người ta rèn luyện nhiều rồi. Những người thường như mình thì sao ạ? Chắc đi ngang đường thôi về đi gì còn không đi nổi. Nhưng nếu cố để đi thì có lẽ nó khoảng 2 tháng với một người bình thường, bởi vì mình đi liên tục cứ khoảng 2 ngày thôi là chân mình sẽ phồng rộp lở loét các kiểu, rồi sau đó các dấu hiệu về sức khỏe. Một ngày trung bình chúng ta đi khoảng 40 cây, nếu mình sẽ đi, mình sẽ tính là nó mệt lắm, thôi 2 tháng là 60 ngày để đi bộ. Đi bộ là 60 ngày. Bây giờ thôi, thông minh hơn tí. Xe đạp. Bao nhiêu cả nhà? Xe đạp. 30 ngày á? Làm gì đến 30 ngày? Những người chuyên nghiệp người ta chỉ đạp trong một vài ngày thôi. Vài ngày. Chuyên nghiệp. Những mình ấy. Lại là mình nữa rồi. Đi đêm mà cứ gặp cái đoạn vắng vắng, gió nó thổi,
là thôi chán rồi. Đúng rồi. Con lại ông đi qua, lại bà đi lại, đừng ám con. Thế cỡ mình đi hết bao lâu cả nhà? Rồi, mình cho 10 năm ngày đi. 10 năm ngày, đi xe đạp là vận tốc nó dài rồi, ngày đi được xa hơn đấy. Nhưng mà nó mệt. Có mệt không cả nhà? Rồi, thông minh hơn tí nữa. Đúng rồi, xe máy mấy ngày? Xe máy, những người lại chuyên nghiệp, người ta đi khoảng 2 ngày. Có những thằng nó đi như đua thì nó đi khoảng tầm 28 tiếng. Đấy là nó đi với tốc độ bàn thờ ấy. Còn mình không được, đúng không? Mình không được. Thế tôi đi ô tô là mất 3 ngày, tốc độ trung bình. Đấy, đi đến một ngày 9 tiếng luôn đấy nha. Thế mới đi xe máy, nó phải tầm 5 ngày. Đấy là đi thoải mái nha, chứ không phải đi bàn thờ đâu. Ngắm gà chết đấy. 5 ngày xe máy. Đấy, bây giờ có điều kiện hơn tí, đi ô tô. Ô tô 3 ngày 2 đêm, cho là 3 ngày. 3 ngày, đúng không? Sau này nhiều tiền thì đi phượt Nam Bắc, thích đi mấy ngày thì đi, đúng không? Ăn chơi thoải mái. Còn theo đúng lộ trình mà mình đi xe Bắc Nam ấy. Bắc Nam là mấy ngày cả nhà? 2 ngày 1 đêm, đúng không? Nhưng đấy là mấy bác lái xe bao nhiêu năm, lão luyện. Còn mình thì không, mình phải dài hơn, 3 ngày thậm chí là 4 ngày. À, rồi tiếp tục, có cái gì khôn hơn nữa không cả nhà? Rồi, máy bay, bao nhiêu lâu? 1 giờ 45 phút, có cái gì khôn hơn nữa không? Hết rồi. Con người hiện tại nó chỉ đang khám phá ra đến đấy thôi. Đúng không? Hoặc là có ông bà ông vải thì chắc là rồi, ngay lập tức được. Đấy, thế giới đấy thì chưa khám phá được. Thế thì bây giờ mình mới thấy được rằng là trên trái đất này mọi thứ nó đã có sẵn. Và vì sao có người thành công nhanh, thành công chậm? Vì sao cả nhà? Vì do cái gì ạ? Sự lựa chọn của từng người. Xe đạp có, đi bộ có, xe máy có, tàu hỏa có, ô tô có, máy bay có. Mỗi người sẽ có một sự lựa chọn riêng, có đúng không cả nhà? Thế thì mình chưa nói đến lựa chọn, thì mình cứ nói ở đây. Đi bộ, xe đạp, xe máy, ô tô, máy bay. Nó được gọi là phương tiện, đúng không? Nó được gọi là phương tiện. Và phương tiện phổ thông nhất ai cũng có đấy là đi bộ. Thế đi bộ nó mệt không? Mấy ngày? 60 ngày, 2 tháng. Mệt quá. Thế bây giờ lựa chọn đi lên xe đạp là khôn hơn chưa cả nhà? Khôn hơn chưa? Khôn hơn rồi. Và nó tiết kiệm cho chúng ta được 45 ngày. Thế nó nhanh hơn 45 ngày chưa? Vậy thì cái xe đạp lúc này nó gọi là đòn. Đòn bẩy. Để giúp cho việc di chuyển của mình nhanh hơn. Rồi nếu mình muốn nhanh hơn nữa thì mình lựa chọn. Lựa chọn. Và lựa chọn máy bay. Thì tất cả những thứ đấy nó là đòn bẩy. Đúng không ạ? Và đòn bẩy nó có nhiều dạng. Bạn chọn cái nào thôi. Hiểu cái này không ạ nhà? Rồi tiếp tục là kinh doanh đi. Kinh doanh. Bây giờ chúng ta cần phải online đúng không? Thế thì đòn bẩy của chúng ta là gì? Khi mà không cần cửa hàng, cửa hiệu, chỉ cần sản phẩm thôi. Đòn bẩy là cái gì? Đúng rồi, cái điện thoại. Đấy, điện thoại càng xịn thì khả năng xử lý công việc nó sẽ càng. Đúng rồi, chụp hình đẹp hơn, quay video đẹp hơn, lên mạng nhanh hơn, đúng không? Làm được nhiều thao tác tốt hơn. Thế thì đòn bẩy là điện thoại. Nếu không có điện thoại thì sao? Không làm được. Nếu điện thoại là cái chiếc điện thoại đen trắng thì sao? Cũng không làm được. Điện thoại đều thì sao? Thế sao? Và mạng mãi không được. Quay video thì mờ. Và xây dựng uy tín với xây dựng thương hiệu thì làm sao mà có? Có phải vậy không? Thế thì tất cả những thứ mà giúp cho công việc, giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn so với bình thường, nó được gọi là đòn bẩy. Đấy, viết xuống đi. Đòn bẩy là những thứ.
tổng thời gian của tôi từ lúc bắt đầu đến khi mà mình thành công là 3 năm. Thì chúng ta sẽ thấy được rằng điều gì để tạo nên thành công? Điều gì? Đòn bẩy. Đòn bẩy. Sài Gòn là đòn bẩy của tôi. Giống như là cá gặp nước. Nếu mà tôi vẫn cứ ở quê của mình thì tôi làm mà kinh doanh thất bại thì tôi đi đâu? Làm đi đâu để kiếm tiền? Công ty. Có phải vậy không? Cách kiếm tiền ở quê của mình thì công ty. Hoặc nếu mà làm ăn thì làm ăn nhỏ thôi. Mà để có cuộc sống của tôi như bây giờ thì làm sao mà có thể? Là quá khó. Thế cho nên mình phải đến những cái nơi mà nó có sẵn tất cả những thứ đó rồi. Đầu tiên đến đấy để quan sát. Ví dụ như bạn muốn giàu, bạn phải nhìn được hình ảnh của người giàu, cuộc sống của người giàu. Rồi bạn dần dần bạn tiếp cận, bạn chơi được với người giàu để bạn hiểu trong cuộc sống của họ như nào. Rồi mình sống ở cái nơi giàu, rồi mình giàu. Đấy là quy trình để lên đấy, để phát triển đấy. Tôi đi theo đúng bài y hệt như vậy luôn. Tất nhiên là trong hành trình đấy nó không dễ như lời nói, đúng không? Mình còn phải trải nghiệm quá nhiều thứ. Nhưng mà để cho chúng ta thấy được rằng là cứ có đòn bẩy giúp cho công việc, cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn là dùng, tận dụng. Cho dù nó là một dạng thức gì đi chăng nữa, thay đổi cuộc sống, thay đổi nơi ở, thay đổi bất cứ thứ gì. Nguyễn không vi phạm đạo đức, không vi phạm, không vi phạm, không vi phạm. Đúng rồi, đạo đức và pháp luật là hai thứ không vi phạm. Tất cả những thứ còn lại thì thoải mái đi.